Giả ra cái con quỷ. Quỷ nó kẹp vô chổng rồi sao? Đẻ nó. Đưa tay vô. Đưa tay vô lại nhả kìa. Ngu à, đưa tay vô kẹp tay lên sao mày? Chào luôn. Ngu à. Chào luôn, dù gì có lùng chứ đâu có khùng đâu trời. Dạ, Thí Nguyễn xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay Thí với chú Hùng đi với chị Hai anh Hai lần nữa cả nhà. Hôm qua đi chúng cũng qua khá cả nhà ơi. Mong rằng bữa nay chúng nhiều hơn hôm qua. Thơm thơm. Dầu thơm quá kìa anh Hai đó. Tới điểm cây cờ. Thanh Thí cá. Dạ. Thanh Thí cá thử. Sao? Con cá gì lên trước nè. À, giờ cá gì? Cá gì cũng được cho nó. Cá gì kìa vậy hai? Cá gì đi? À quên mi nữa, mi. Cá với chú Hùng không à chị hai, hai chị em mình bồ đi. Hai chị em mình bồ đi, cái gì lên trước nè. Cái gì lên trước nè. Dạ, chú Hùng nói trước đi, cái gì? Về, tôi nói trước là tôi nói con cá sủ lên trước. Cá sủ lên trước phải không? Giờ tôi nói không biết cái gì mà không phải cá sủ lên trước. Giờ con cá chàng hãng lên rồi. Trước mà. À, giờ cá gì ta? Cá gì chú Hùng ta? Nó còn tên con cá đó luôn mà. Không, được. Con không biết. Không biết thì cũng phải nói mới được chứ. À, nói cái gì? Dạ. Ừ. Cá mà Vinh. Cá gì? Mày Vinh. Nè, đổi đèn lên, cục mi nè. Mày nó con cá lăng hay cá gì? Nó nói con mày Vinh, cái đồ mắc dịch. Trời ơi, mày Vinh lên trước là cá sủ lên nhiều lắm đó. Vậy hả? À, đúng rồi. Rồi, vậy đi. Hay là con tôm càng lên trước. Vậy chú Hùng chọn con nào? Suy nghĩ đi. Con cá sủ với tôm càng, con nào lên trước cũng được. Trong hai con đó phải lên. Vậy là con cá sủ với con tôm càng hả? Ừ. Dạ, yeah, đây con cá mày Vinh. Ờ, anh thấy cá mày Vinh kìa. Với con cá hú. Cá hú hả? Hú bên đây chắc không có. Đâu tại gì đó vậy mà lên được với hay. Đúng mới. À. Đúng mới nè. Đúng mới làm Vinh cá sủ mày đã nè. Đó, cái vụ này nè, mới ghê nè. Có này có con cây lưới mới à. Này cây hay cây? Con cây lưới mới. Ờ, này lưới thưa hay vậy? Lưới thưa nó còn bự nè. Ờ, lưới nó cá bự nè. Càng nữa hả? Có càng mà càng lửa hay là càng xanh muốn con càng. Càng nào cưỡng chân muốn có càng lên là được rồi. Lưới mới không có càng được. Qua cái đầu bên đây mình cũng càng á. Này kéo bên đây qua trước. Ừ. Kéo rồi nãy giờ chưa thấy con nào chưa chạy. Cũng như câu gì đâu mất đó rồi. Cái lưới kia bữa nay chuẩn bị có hú rồi nó nổ lưới luôn rồi. Bắt chạy vô lậu xong vô lấy cái vợt ra. Lỡ nói không chạy. Chơi liều luôn mà. Thôi. Thôi thôi. Mình cuốn ta này trước, ta kia về có đằng đội cứu bộ. Mình ôm cái thùng này mình lậu chứ có gì đâu. Làm gì có cửa chìm. Sớm chìm bà nội. Gió này nó trôi hôm qua bên cồn. Trôi qua tới cồn luôn. Trôi qua bên Bình Thạnh bên ha. Ừ. Cái này mình cuốn ta này trước coi ta kia hỏi có đồng đội về Diễn Vinh này. Có đồng đội gì hả? Ai à? Tính trước rồi. Ủa nó chưa đi mà. Đi rồi. Thì mới điên lượt với mình á. Ờ. Ờ
nhưng mà mình cuốn ra này rồi về lên xuống tay chứ có gì có viện binh. Con làm câu dụng cổ ghê cho đỡ. Thôi thôi thôi, kiểu này ca không vô à. Có một hai con cá sủ bự gì mà hứng thấu ca. Còn ngăn thơ đồ hả? Ờ, ngăn thơ được cái gì đâu. Tôm cạn, tôm cạn. Đâu, gạo chứ Hùng Thắng rồi. Gãy cạn rồi, gãy cạn rồi. Ê, cái này nó gãy cạn sẵn nha. Cứ bự mà gãy cạn uống ghê không Hùng? Vậy đó mà làm. Bự mà nó già. Nó già rồi. Nó già hơn quả cóc rồi. Nó già xương nó bị mục. Rồi như là cá sủ lên nè. À. Vậy chứ Hùng Thắng đó. Chưa chắc nha. Chưa chắc đó. Tôm bé cạn luôn. Con này nó già mà nó bự tao bá rửa rồi đó. Hôm ha con tôm già đen thù lùi đó lên chợ người ta không mua. Rồi về luôn, rồi nãy thấy cái xác còn nằm trong tô á. Cái xác thằng lụa nó. Tôm ta vậy làm ghét à? Tự nó gãy. Kéo cái đục ra luôn đi. Nó kéo lên nó khai chưa cái đục đồ cho nó hên đầu trời. Ừ. Đâu mà nãy giờ lặng thinh. Đó. Mày thử thờ mình lên cái con tôm càng nữa tao coi coi. Mày thử thờ mình lên con tôm càng nữa tao mới sợ mày đó. Ừ, tao không sợ mày đó. Mày con cá sủ nó ở gần tôm càng này nè, Đào ơi. Không sao, vậy là con này bự, cái sủ bự nó đu theo nó ăn gãy hết càng rồi đó. Ừ, ăn gãy hết càng. Gãy càng luôn. Cái dèo lọc tâm của dèo giờ này chắc là ở trong cũng cỡ chừng nửa tấn có à. Ồ, hồi lên coi coi tay. Hồi nào cuốn vô không? Thì hồi nó cái vô nè, nó qua nó dở lên một cái rồi nó đổ vô cho đầy cái thùng bê đó. Trong cái này chắc 30-40 kg rồi trời. Bằng thì tới sáng luôn à. Tới sáng luôn à. Rồi hừng sáng nó dở cái nữa mà tới 9-10 giờ luôn, rồi xong ngủ luôn à. Khỏi ăn uống gì. Khỏi ngủ hả? Ừ. Như có một lúc rồi em lên cũng bằng tiếp đi hai vụ cắt đầu ừ. Cá không tông á. Thắng quá trời luôn. Thắng nó rụt quá. Măng mà dợp tay luôn đi Hùng. Ngâm nước đó. Chứ đâu, đụng nó không lấy mấy cái dèo kia kìa, nó thả vô hết trơn, y như mà nuôi cá vậy đó, rồi ít bữa kéo lên cạn lần, y như lót cá điêu hồng vậy đó. Thứ gì chịu nổi trời. Cái đó số lượng nhiều quá, có ai mua không anh hai trai? Nhiều quá. Dèo xanh hả? À. Đấy cái dèo mũi của nó tổng hả? Ừ. Đúng rồi. Cắt đầu thì 70. Ủa không cắt đầu 70 con. Tao gom hết luôn vậy hai? Ừ. Trời ơi, con tổng nó đem ra là không có nổi đâu. Không nổi hả? Không có nổi đâu. Ai biết đó không có chứa nó nổi đâu, nặng dữ lắm, nó nặng hơn cái dèo cá nữa đó, cái nặng hơn cái dèo hổm con với ông đèo coi với ông kéo nữa. Trời ơi, nặng hơn dèo cá thì nó nổi, nặng hơn cái dèo cá nữa. Vậy hả? Thôi kéo từ chổng ra đây quái ra đây có con tôm mệt luôn, còn bị gãy càng nữa. Đây là bờ vô chổng có cái sủ đó chứ không ạ. Đó 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 có lý rồi đó đó, thấy không? Thằng bạn cổ vũ là có à. Đây rồi vô đó là có đó. Bạn con cổ vũ là bữa nào nó cũng dính trong đây thôi đầu bển. Có cá sủ kìa nổi. Đâu đâu kìa sủ bự cho Hùng mau ơi. Cho Hùng kìa. Bự 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 chi mấy. Cũng là cũng mừng rồi. Là tao lật cỡ đó cái gì á với Hùng. Ờ. Nó đen con đó nè. Trời ơi bữa chà bá luôn. Đâu? Nè. Cái bọc mà. Bột mà chích. Ồ, không kêu ọt ọt hả? Không. Cái chừng bánh bèo rồi. Nguyên cái bánh bèo bởi vì Nguyên có được có rồi mừng. Trời ơi, lên con tôm càng nhưng cá sủ thì lớn vậy là quý rồi. Mà tao rất tiếc là nó gãy không càng. Chứ không? Là buồn càng, con tôm thôi. Tự nó gãy càng chứ ai làm nó gãy càng. Tao thừa làm chứ không phải nãy giờ làm là có rồi. Có. Rồi, bắt đầu á nha. Có mùi sưng trở lại rồi đó. Bắt đầu nó chọi kìa, không lo. Sao? Thôi nữa mày. Lấy cái đèn đi, lấy cái đèn để bên kia để chọi chúng cái đèn. Thì hai chụp đi cho hái, chụp đi. Thôi thì ai không à. Thấy lời dần đó. Chú Hùng chụp kìa. Không. Chọi vô đây nè. Chọi vô đây nè. Ừ. Trời ơi chết mẹ cá tôi rồi. Thứ gì chị nổi chứ. Chứ nó có sống đâu. Lên con nữa là coi đó có lúa rồi đó. Tại này mà có lúa là tại kia là lúa gì mới giữ á. Vậy lại vô trong lại cái vô đầu lưới á, bữa nào cũng vậy chứ. Dính cái đầu đây vô bè không mày. Dễ dẻ trong này thử coi. Dẻ hôm qua đó. Dính. Ngộ trời. Nậu cha đó. Dẻ hôm qua đó. Đó mà đây vô bờ vậy á, bữa nào cũng vậy chứ. Đây vô bè đó á, ngồi dẻ thì nó không dính nè, ló đầu nữa nè. Đây nè, có luôn kìa. Bà xa. Trời ơi, vậy thì cứ cùng con. Ủa bà xa bự. Bà xa bự đó bụ. Được rồi, được rồi, được rồi. Ờ ơi, nó tròn dình. Lúa về rồi. Lúa về rồi. Lúa về được ba em rồi, ba em lúa rồi được chắc lội. Lúa ơi, về nữa đi cho chị hai có mùa xuân nữa trên môi.
uống nước kìa, lấy lại kìa. Trời ơi, đã không không? Trời ơi. Quá. Ừ, nặng rồi, bây giờ. 2 kg không vậy? Tôi còn ngàn qua 1 kg 8 rồi đó. Ô, con này có thể à. Con đó hơn 2 kg thiệt. Con qua 1 kg 8 rồi đó. Con đó 2 kg mấy? Kìm nó trơn vậy. Kìm, kìm hay ơi. Không có kìm, lấy kéo đi. Nè, cái kìm nè. Nó đủ mất. Mình phải vậy chứ, đừng im ru hoài. Con ba sao đó thì không có. Ba sao nó gần cả 2 kg luôn. Phải khè lại chứ. Ba sao nó giống có gần 2 kg quá. Ký gữ à. Hả? Chừng ký gữ à. Sao 2 kg bự lắm. Bự lắm, chừng ký gữ à. Chánh nha. Trời đó. Trời thiệt luôn hả? Trời thiệt đó. Đây, có nước thì có tiền không sao. Để em chịu cho. Để em chịu cho. Em dùng hằng chưởng em chưởng. Chưởng bay qua chú Hùng. Em chưởng ngược lại chú Hùng. Em chưởng rồi, em đi tắm luôn. Nè, nó chọi. Đâu nào, bắt đầu nè. Nói không, bay cái Hùng mới nói. Thôi, né kìa, né kìa. Chú Hùng không né. Ông né kìa. Hồi chơi chung á thì bạn bè không à, mà tới trường ra chơi rồi nó đâu có bạn bè gì nữa. Nó chọi thấy ba nổi. Né kìa. Nó chọi rồi lo né. Còn nó xấu nữa lấy quy được rồi. Ở gì? Quy coi. Còn tay kia nữa chị. Trời tay kia nó tay nó đi giọng đó. Nó cao con gì nó chứ không có chạy chị đó. Nó nó. Trời ơi mày vinh chút xíu. Mày vinh. Trời mày vinh nãy có ai? Không thắng mà tới không cứu đâu con. Mày vinh có ai? Mày nó lấy giò nó đỡ nước mà nó lấy giò nó đỡ. Mẹ Vinh của ai? Phá chứ cái sủ nó nổi lên nó trắng tư à, nó phình. Có đợt mà cái cá kia nó bự đó ấy đã chị hai đợt á, trời cái đầu nó từ từ từ. Bay vô bè nè mới quyết định cái sủ nè, cái ngoài đó không bảo đảm. Nó sẽ xảy ra đó kìa. Giữa đó còn nữa. Còn cây nữa. Còn cục nữa. Còn tí rồi còn cục nữa thành tí rồi. Còn cục nữa thì mình dính nữa. Nó có sủ cái gì nữa, cái chó. Cá. Cái mày Vinh. Mày Vinh nữa kìa chứ không. Nữa. Mè Vinh. Mày Vinh của con tí nè. Mày Vinh của ai bự thế thế. Thành tí à. Vinh của ai bự thế. Có chân á. Coi chừng thảy vô đó, thôi thảy á. Đừng nói. Có mày Vinh sao, có cá sủ vô đây. Mày Vinh lên là có cá sủ à. Giờ nó đi dính nhau luôn rồi hả. Nè, bắt đầu mày Vinh lên, chắc thấy tôm càng lên nè nha, rồi mới thấy cá sủ nè. Tôm càng nữa hả? Ừ. Này không làm gãy càng nha. Trời ơi, kéo lên nó gãy càng sẵn chứ bộ. Nó càng nè. Càng này là chắc lội luôn. Chị lứ, chị lứ, con gì, con gì? Con gì? Con gì? Con gì không kéo thế thế kìa. Nó dính chị. Nó. Chưa lên. Chưa lên con gì hết. Anh em mày lên sát giả. Lên mà đều lên sát giả. Nó tới cào đó. Cái giống gì vậy? Cái hả? À dưới cũng nói vậy đó. Nó dưới nó cũng la kìa. Cờ nè, cắn đèn sao nó không cháy ta? Chứ con nó mới đã tiêu chuẩn. Một con nữa thôi. Một con nữa là được rồi, nó còn nhiều. Một con không thôi. Không xin nhiều, chỉ một con thôi. Con 5 kg được rồi. Ừ. Con cá sủ nữa rồi. Bự nhỏ thì không biết, được con nó được rồi. Lần sinh là khó chứ không? Lần sinh là khó. 500 con sinh là 1 triệu con sinh rồi. Đúng rồi. Ừ, sao lại sinh mẹ nó chịu đi. Một con nữa thôi, một con 5 kg thôi.
xin nhà hiều. Ơi ơi, trời ơi, cái bọc làm hết hồn quen. Nó tưởng là nó chứ. Nó nãy giờ con đâu có yên, con la lạng. Ừ. Trong mình hai la làng lên cái rồi. Xe đẩy chứ ghê gì. Kìa cái sủ kìa nổi. Nè nè nè, kìa kìa. Bự nè. Bự nè. Sủ bự đó thấy chưa. Trời ơi. Ba cậu có nói thôi nghe nghe. Vậy là xin thêm con nữa hả? Xin thêm nữa hả? Thêm nữa đi. Cho nhiều nhận nhiều đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè. Bạn con nãy à? Không kêu ọc gì hết, ọc gì hết hả? Bánh bèo lấy gì kêu? Ồ, bánh bèo mà, chị em đi chơi đó. Chị em đi chơi đó. Bắt đứa trước, bắt đứa sau, bắt hết hai đứa luôn. Ô, không được thở thào nhẹ nhõm. Khỏi xin nữa hả? Tài sư dưới xuống dưới xin tài dưới. Xuống dưới xin tài dưới thì tay này nghỉ đi, nghỉ sao thôi. Cái này không thấy, nó dính theo bọc. Dính theo cái bọc. Vậy là xuống dưới là làm được 2-3 con thì nữa là vô là mua cái vụ của cậu á. Chơi mình liệm đó. Bia, bia còn trọng nó kìa. Còn có 2 lớp bia, 2 lớp rưỡi gì luôn. Để chục lon à. Ba bốn con gì đó là ngon rồi đó. Hai đó có gì chồng đó nha. Này cũng 2-2, 2-3 đó. Đó, 2-2, 2-3 kìa. Đó, này 2-3 từ thiện nó nằm 2 con cỡ đó không đó. Ồ, tính ra nãy sinh cũng đúng mà, 2 con cũng 5 kg vậy bụng. Sinh con 5 kg này cho 2 con luôn à. Cho mày 2 con luôn. Được hai cái thu được ha. Ừ. Được hai con cá thu được cho này. Nãy anh thấy được. Nãy anh thấy nó xin mà nó không nói xin cá thu được gì chân. Trời ơi, thôi giờ tôi xin cá thu được cho tay dưới 2 con lớn vậy thôi. Xin cá luôn. Dưới 4-5 con tôm càng gì đó. Dưới hả? Ừ. 4-5 là chín nè. Ừ. Tôm càng nữa là 10. Dưới 1 khúc cá ba khúc ba xa gì. Dưới hả? Tham dưới hả? Càng rồi sủ rồi ba xa hú đó. Thì nãy cái lăng nữa chứ, còn kiếm cái lăng nữa. Còn được kiếm cái lăng nữa chứ. Thôi nào, bữa nay bắt đầu hên lại rồi, tí thanh tí rồi. Không hên sao được, chưa hên sao được hên. Cái tem mình phải hên. Không hên tao cười chết. Ừ. Giang hồ nó cười chết. Rồi cuối tháng rồi phải trúng 1-2 vé để lấy vốn rồi chứ. Ủa gì nữa hả? Cũng có vụ cuối tháng. Mới mới lãnh lương rồi. À, bữa nay là 24 rồi. Lãnh lương rồi. Mới lãnh lương rồi. Ừ. Trúng 1-2 vé lấy vốn rồi. Bắt đầu mình chín nữa, còn con lớn nữa phải không? Còn. Con là con, hy vọng. Con là con, hy vọng. Thì nó thàm thế thì ghê không? Thàm quá trời. Nó thàm chứ không phải nó ham. Nó ham đi, nó tham. Nó tham. Con tham với ai hưởng à? Con ai hưởng à? Tham. Ngự cũng ngự chiên chút chứ. Không có ai hưởng mình đâu. Ai hưởng gì đâu. Lên ngục đá rồi. Ngự cũng chiên chút chứ. Lên ngục đá rồi. Đừng đá rồi, rồi xong. Thôi vậy được cậu. Bắt đầu xuống dưới. Nó đạt yêu cầu rồi, nó xin nhiêu đó là đạt yêu cầu rồi. Bắt đầu mình đi xuống dưới, mình đếm tiếp. Ờ, đi xuống dưới nè, mới cái này mới gây cấn nè. Nó đạt yêu cầu rồi, đi xuống rồi. Ta lấy hai của anh hai kiếm cá sủ nữa. Nãy chú Hùng kiếm bà kêu cá sủ được hay không? Mà quay vô không thấy vàng khè ha, mà nãy lên thấy vàng lắm luôn. Hy vọng là bữa nay phải luộc tôm cúng bà cậu nghe tàu. Ừ. Ừ, bữa nay chơi luôn đó. Chơi luôn, bữa nay là phải hy vọng hơi có đó nha. Đó, 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 đó. Chạy không dở thiệt chứ. Vậy về đang có chớn, xe hùng nó chạy tới để kéo nước ngược. Hy vọng là bữa nay là phải có. Qua wow, bữa nay cái phao đẹp quá trời. Cái chai màu tím nè. Cái gì? Cái cam. Cho con gác cái nồi cây. Rồi, rồi, để xuống đi. Gác. Chuẩn bị thần nha Thanh Tý. Chuẩn bị nãy giờ cái hơi rồi la làng nè. Ừ. Thôi giờ la đi. Cái lon con nó chui trốn mất tiêu luôn chú Hùng ơi. Cái gì đó? Cái lon của con nó trốn mất tiêu luôn rồi chú Hùng ơi. Cái lon ghiền. Cái lon ghiền ở trước mũi á chứ đâu. Có hai con cá cái trên đây nè, cá sủ ơi. Có hai con đực nữa đó. Ờ. Hai con đực lên kiếm con đi. Con cá gì lên trước nữa nè. Giờ cá sủ đó. Cá dạ. Sủ. Thấy cá sủ thì mình cá lợn cá khác. Cái gì? Cá hú có bà xa gì cũng được chứ. Chứ đừng nói à, biết điểm này cá hú có bà xa nè. Chứ đừng nói cá bà Vinh con Thí nữa nha. Thí nó làm hai con rồi đó. Này là phải lưới mới hả, lưới cũ? Mới nè. Mới đem xuống chiều á. Kiếm chừng 4 con cá su đực. Trời
hai cái máy mới lấy là vô không vậy mẹ tham anh đi chơi thì lấy giống trước đi rồi tính sao tính gì tính hả mình lên này có đó 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 cái cấp này có đó chuẩn bị nha chuẩn bị chú Hùng ơi phóng lại liền mới à. Sắp tới rồi đó, tới. Kè chưa tôm rồi tôm đầu tiên kìa rồi có tôm đầu tiên y chang nãy luôn nha chú Hùng con này nữa hai con rồi, cậu là bắt đầu cái sủ lên đó có tôm mà có cái sủ á cúng liền luôn đó phải có cái sủ nha có chú ơi xuồng ở đây nha chạy về ghê quá nè xuồng nè xà lan tàu tao bá lửa luôn đó mình gọi đèn cho nó coi thấy ghê quá nè nhưng cái gì nó chạy bên kia mà đúng khoảng rồi khẽ mày chưa tới nó qua rồi mày thấy gì vậy xa thấy thánh thần không kìa sủ là sủ nổi kìa sủ là sủ sủ thấy chưa hồi nãy là tôm nó sủ rồi sủ thì hết không đó mà nhỏ sủ ơi sủ con này chuột của bà siêu cái quà cái tư lắm cái hai cái quà ghê đực hả đực đó đực phải không đực của Hồng ơi ok quà nhỏ nó kêu đó nó miễn nó qua ký mấy rồi được rồi ký mốt rồi cũng ngon rồi trời ơi tụt lút ực rồi đó có hy vọng mình luôn được tôm rồi đó tí ơi hai con nữa hai con rồi. Hai tôm mình bắt đầu có hy vọng lại đó hồi mình nói được hai ký mấy nha chú Hùng hai ký mấy kè cho nó ấy hả hả nước không chảy ta chạy đâu ta chạy tìm lên coi cái gì đó tìm lên kìa kìa ô mày dinh bự ô mày dinh chú hùng vô mày dinh bự hơn con nãy luôn chứ dữ à nó mày dinh nó lẽ chúng cái sủ lắm phải mày dinh đâu có cái sủ này nãy mày nãy mày dinh nhỏ đúng không bây giờ mày dinh bự nè cái sủ bự nè Thánh thần ơi, gượng chục mặt á, sao không gỡ? Lưới mới nữa. Nắm cái lên rồi tự phan. Lưới mới với lưới cũ bất à. Thôi lưới mới mình o o hay. Ủa tàu bự ghê cái nhà. Đây sát sát sát. Không o hết con gõ nha. Trời ơi, dở đâu lên tới đâu chứ chạy giá. Mất kỳ lên mở hướng cực kỳ nó kỳ mẹ ra mệt lắm lắm đứt kiểu luôn á rồi buông tay ra coi lưới mới cưng ha mai mốt bứt bạc bắn thử với cái sủ 10 ký đi bứt liền á con mặt hai mặt bứt nè ồ gần ra con mặt hai mặt mới bứt đi nè bên đây nè đập bên đây nè bứt cái gai này ra rớt cái gai dính quá
nhớt nó ra rồi ngồi chết queo luôn nữa. Chiên nhậu nhậu luôn. Cõi này có luộc tôm nhậu cá này xỉn luôn. Nghe không hết cá nữa. Còn chiên nhậu giống món mè. Đó bắt đầu sủ sủ đâu. Ủa Vinh thì không biết. Gì đâu mà văng vô đục của ta luôn hả? Vũ nó rớt lưới. Có tương lai đó. Nó sủ rồi nữa kìa. Kìa chú Hùng ơi, vô rồi chú Hùng ơi. Nó đực nữa chú Hùng ơi. Đực. Thật nhỏ rồi. Đực. Có rồi, vậy hai đực này lục tôm được rồi. Dính cái sâu đực á thì nhỏ, còn cái sủ bánh bèo á thì nó bự. Nó đi nó đực nhỏ vậy mà dính hoài vô tới bờ tao không nói gì. Thằng ơi. Nguyễn kia bốc cái hài qua thì múc đó là được à. Nó. Hai em cái, hai em đực. Rồi đi chơi cái này là hồi ba má đi kiếm đây nè. Ba má cá sủ đi kiếm. Đó, hai đứa nhỏ đó. Nào tao bắt ba má luôn. Hai cái con cá đực này còn vị hình niên nè, bị hai kia dụ. Rồi tao bắt ba má luôn. Hai con đủ nhậu chưa? Xin vô cổng còn nữa chú Hùng ơi. Xin là... xin bà cậu hai con nữa đi. Ít gì mình ba người hết đủ ba con. Bốn đứa. Nghĩ sao ba bỏ chú Hùng mà. Trời. Cái gì? Bốn. Trời năm đứa là ăn chồng nữa. Thôi chồng mày đi bên kia. khác qua môn rồi. Thằng kia nó đi bên kia. Cái gì? Thương lắm đây à. Cho nó gây, cái càng gãy đó à. Rồi, có lý rồi đó. Rồi, sắp sửa phình lên nữa nè. Còn xa lắm tí rồi. Còn xa là còn lúa. Chưa hết hai cây lưới mới mà. Hết hai cây lưới mới, còn hai cây lưới cũ nữa. Ấy con xin tới năm mấy con cá sủ luôn lấy lại. Bốn mà hả? Vậy hai con sao bự hơn xíu nữa bà. Ông cậu ơi. Đi tìm lên đủ nhé, không cho. Tìm lên kìa. Cho hay Vinh á. Tìm mày chàng hãng. Chưa lên mà. Có tìm lên á. Có chừng chàng hãng á. Biết đâu sủ. Bữa nay tìm ông là lạ sao? Chưa tới nữa. Nó kìa con gì đó. Con mồng gà. Nè con này nãy ông nhắc nè. Con này mới mồng gà nè đó. Còn nãy lần cá tớp. Hôm qua. Con đó mới mồng gà đó. Con mất điện. Nó tới bà xa chú Hùng ơi. Bà xa. Có tín hiệu rồi. Vô ký nó không tèo. Không nhỏ. Ký mấy không? Nhỏ. Cá này nửa ký. Chắc này là con mày đây là con không có hứng nước luôn nha chú Hùng. Chú Hùng hưởng hết đó. Hưởng hết trơn luôn. Con ngồi tước vào đây rồi đó. Hưởng hết trơn luôn. Có nguyên bị ba xa rồi chị. Nguyên bị ba xa lên coi.
có một con đi lạc hoài thôi. Đi lạc bầy. Không vậy không khi nào đi luôn, chùm chùm vô ớm luôn. Con hai con luôn rồi chị. Ừ biết đâu không? Lên chùm mà nè. Đó, có lên chùm đó, có được cặp chi đâu, có bà ca nữa hay gì đó. Có không? Có cái gì. Có gì không kích chứ nhất hả? Có gì bắt nhiều nữa à? Đi một con hai con luôn, không vậy không khi nào mà có hôn chứ. Mà nãy giờ thấy cái gì khác biệt không? Chú Hùng, nãy giờ bữa nay thấy gì khác vậy không? Gì đâu khác. Đâu đâu ổi đâu. Trời ơi, dính cá kì lắm đi à, giỡn à. Không nghe đâu, có ủi mới có cá, còn nãy giờ không ủi lấy gì có ba xa vụn rồi sai à. Thì ý nó, thấy nó vậy đó. Có khác biệt không? Đâu á, giờ dính cái sổ ra đây. Bỏ vụ ba xa đi nha. Bỏ đi. Bỏ đi, còn hai con lại cho nó bỏ đi. Nó có sống rồi. Mới dắt đi. Ủa ghê đâu. Ủa ghê đi. Nắng rồi. Cái khác giờ nó khác thiệt luôn rồi đó. Nó khác khác không giờ đây chứ ướt rồi cá bà xa có hú đi, đi có ủi mới hút cá ngoài này ra đây có gì nữa. Hết tín hiệu đi đâu ơi nó đó đó cái nào con nào. Ô sủ 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 được nữa. Không tín hiệu trời ơi chú là tôi mắc kẹt phát tín hiệu tèo là đó sủ kẹt. Cậu đi cứ phát tín hiệu đẹp rồi là nó sủ kìa. Tao phải nhịp nhàng vậy mới được cá tèo á. Đâu mà cái hoài cũng phải phát tín hiệu đó mới được. À, gỡ cá thì mới nghỉ mệt được nè nó. Phát tín hiệu đi tèo ơi, nó sủ kìa. Phát tín hiệu. Rồi vậy là luộc tôm được rồi đó tèo ơi, chuẩn bị một con nữa thôi, phát phát một lần tín hiệu nữa thôi là. Hy vọng chàng này luôn. Kém chút nữa cái phát tín hiệu nữa tèo ơi nha. Cái này hỏi được không? Được. Được mà. Được không? Được. Nó ực rồi. Mà nhỏ nhỏ không. Cái máy, cái máy. Cái máy nào lên? Cái máy không? Cái mốt. Cái mốt trời ơi, chị hai khám nghiệm đi. Cái mốt rồi vô rồi, mấy cái đó chị mốt. Cái mốt. Vô rồi, vô rồi. Cái mốt nó cần. Phát tín hiệu nữa đi tèo ơi. Chừng nào tôi kêu bà phát nha. Con cá nữa là bắt đầu có con sủ. Người ta thấy hy vọng là có lượng được mấy con tôm lên. Làm cái nữa thôi, phát tín hiệu là nữa đi là tao. Không có bỏ cũng đâu. Tôm có thằng thí rồi nè. Họ năm tên con cá sủ được. Ủa nó nè tèo ơi. Đấy, ủa cái con nó sủ đó chứ không? Hả? Ủa cái con nó sủ. Cái con nó sủ đó. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Có lý à. Ủa sao mà ông kêu phát tín hiệu nghe tèo ơi nghe. Ừ. Dạ, làm cái gì sao thì chuẩn bị thân thận á. Cái này là con bự hơn. Ừ đúng rồi. Một con bự 2 kg 2 kg mấy nữa thôi là ta vô ta luộc tôm liền. Ừ. Không có e thẹn không gì không nữa. Có chờ cắt clip. trời ơi mày đừng lo, hồi chú Hùng làm mấy càng này là hết lít rượu đó. Mấy mình ăn. Chịu không? Bởi vậy hả, mỗi lần gãy càng thì ông chửi con, bây giờ nó ông ăn mấy cái càng đi.
hết cái càng hả? Giờ chuẩn bị bắt con cá sủ nữa nè, phát tín hiệu nghe tèo. Niềm vui sắp sửa đến rồi đó. Có tín hiệu nghe tèo. Giả ra cái con quỷ. Quỷ nó kẹp vô chổng rồi sao? Bẻ ra. Đưa tay vô. Đưa tay vô loại nhã kìa. Ngu à, đưa tay vô kẹp tay lên sao mày? Chào luôn. Ngu à. Chào luôn, dù gì có lụng chứ đâu có khùng đâu trời. Lạ không ta cắn càng nó nhả rồi đúng không? Mà nó lụng chứ nó đâu có khùng đâu ạ. Rồi đứt. Con tèo coi. Thôi gán kiếm con nữa đi, đủ vốn rồi. Nè 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 nè. Ô cá lăng. Cái ngát. Ủa cá ngát, cá ngát. Ông tèo gỡ cái ông tèo phải. Lấy cái kìm, đã gỡ nghe không? Nó đang phát tín hiệu nữa hay gì á. Từ từ nè, từ từ phát cho gỡ đây đi. Ờ nó ông gỡ chứ tao không có gỡ con quỷ này. Tao sợ con quỷ này lắm. Chị hai không sợ ai hết, chỉ sợ là em này thôi. Tao sợ súng đạn thôi, tao không sợ này. Đúng rồi. Này lấy kìm lại trời ơi. Bẻ cái gai trên đứng. Đây là chị lại. Lộc. Không lọc. Không lọc cái ghe chiều á. Cái gai trên lưng kìa. Ba gai làm hết. Đúng rồi, con ba gai thiệt. Ba gai nè. Trời này lưỡi câu nó dính nữa nè. Trời có lấy nè. Trời ơi, giật xích cái mỏ anh ta ông nội. Xích cho mày xích luôn. Vô hả? Vô. Càng ngát. Vô hả? Vô. Càng ngát. Con cá nhát. Trời ơi. Không có sủ không? Nè. Năm con. Quay nghe nghe cá sủ. Hả? Ăn cá sủ. Con lấy cái kìm này đặt. Nè lấy cái kìm. Lấy cái kìm. Vậy thôi với đội gì nữa? Có con 5 kg. Chứ có đội nữa đâu. Có con 5 kg còn đội gì nữa? Đội nữa cũng đâu. Ông đâu mà đi. Ông đi bên kia. Đặt á. Đực ba đực. Đực ba đực nhỏ, hai cái bự. Cái thì bự, đực thì nhỏ. Đực ba nó bự hơn đằng ông. Anh nghe. Con bự. Ai? Đây nè, con bên tao phút cuối nè. Cho lên con nè. Lên con 7 kg phát với lực hơn ông nè. Phút cuối nó hồng hồng nè. Chưa thua đâu nha ông Lộc. Chưa đây thua rồi là ừ, đúng rồi. Con thở rồi con gái. Thấy không? Thì cá sủ bự nó ở trong bờ trong đây không à. Nhảy dính sát bè không à. Ngoài có đâu. Nhảy dính nó chảnh dính sát trong bè không á. Ừ. Ừ. Đá lên nó gì nhẹ dữ ta. Đừng. Vì hai hù không nó đá lên cái không. Cái nhẹ dữ rồi nè. Nhẹ cái sủ bự á, nổi á. Cái gì trắng trắng phình phình nên... Chưa phát tín hiệu hả tèo? Phát tín hiệu tèo. Không nhẹ là cá sủ bự nổi đó chứ Hùng. Vậy hả? Phát tín hiệu đi tèo ơi. Con phát lên còn cái rồi muốn nổi nè. Vậy đi. Bước vào sọc. Cái gì cái gì? Gì là gì? Anh hai nói gì kìa? Nhớt nhớt gì kìa? Ta xa nó tuột. Phát tín hiệu đi heo ơi, thí nó ngáp rồi kìa. Thí nó ngáp rồi kìa ơi. Cái mắt khác. Bây giờ mình muốn ăn tôm không? Mà ăn. Mình có muốn ăn tôm không? Mình muốn ăn tôm thì mình phải tập trung thôi. Ngáp là hết, hết ngáp rồi. Chứ mi đừng có ham ngủ mà mi ngáp. Mi đừng có suy nghĩ vô dơ vậy cho mi tập trung vô đi. Mi ham ngủ mà mi ngáp kìa. Ừ. Thế nó ngáp rồi kìa, không lo. Có hồi hộp của người ta nó mi ngáp. Thế này giờ ta đứng không, ta không dám ngồi không? Mà. Thì phát tín hiệu hết con cá nhát rồi đó, ừ. Còn đổi gì nữa trời. Bắt lên con cá sủng cá nữa trời ơi, quý hoàng thấy không? Gì bắt nồi nước rồi. Bắt nồi nước rồi.
Ba con làm ba con hả? Nó. Học trò. Học trò. Chàng hãng. Lưới luôn à. Dính câu phút cuối. Dạ, xấu kìa. Nè, chà. Ai ước xấu có xấu liền. Chú không chứ ai. Nè, nhẹ mình mấy cho. Nó dính con nó nhèo mấy coi. Nhẹ anh mấy nè, ông nó dính con nó chứ nhẹ anh mấy nè. Ông nó dính con, ông nó dính bự hay nhỏ? Ừ, miếng có con được rồi, nè, nhẹ mình mấy cho. Rồi xong ta lớn rồi nha. Đi về đếm hành quả. Để cho chú Hùng bắt cái nồi nước lên luộc ba con tôm kìa. Luộc luôn. Chơi luôn. Thôi chú Hùng. Hồi về mình còn bắt cái ông tôm nữa kìa. Đúng không? Ba con tôm hả? Bắt ba con tôm hả? Lòng tắm ở trong dẹo của thằng Tẹo đang nuôi người xịn vậy. Nó cho một bịch cá để xịn bà nội. Thôi vậy về phải làm cái với chú. Thấy không? Trời ơi, heo quay nữa coi. Quên nữa, còn nữa, quên vụ đó nữa. Ta tính làm biến làm luôn. Đi về dỡ cái lòng tông cả nhà ơi. Đi dỡ cái lòng tông nè. Đi dỡ cái lòng tông mà kiếm tấn gữ thôi. Ta ngử thôi nha. Không có xin nhiều nha. Không có xin nhiều. Không đẩy xô bê ngồi đó mà gục tới sáng rồi. Giờ mà cho xin sống hả? Giờ cho tấn 6 vậy hay không lấy nữa. Rồi cho tấn rồi. Một xô bê đó thôi là cái ngồi cũng gục tới sáng luôn. Tấn mấy chắc này mướn. Về giỡn lòng tông hãy nhậu nha. Đúng rồi. Lòng tông nhiều cắt tiếp. Nhậu xong rồi ngủ ai cắt tiếp. Ta bò trước rồi. Ồ, chó mừng kìa. Ông đi sơ chút mũi, ông dở có ba cái bọc, mình gỡ ông chết. Nó móc mắt hay đó bây giờ, chìm ta không? Phật ơi, người ta mừng cũng mà móc mắt ta nữa. Thiệt cả. Chìm ta không? Vì tới nhà ta canh nhà dùm cho mà còn chửi ta nữa kìa chứ không? Còn mấy tôm thôi. Để vô lấy cái xô. Chú Hùng ơi, tôm chú Hùng ơi. Tôm. Nãy mấy mày vinh ra. Ba con mày vinh á. Ba con để đục lại thôi. Ba con mày vinh, ba con tôm. Ừ. Hai con cá ba sa. Một con cá ngát. Một con cá ngát với 6 cá sủ. Ừ, 6 cá sủ luôn. Vậy đi bữa nay vậy cũng ngon rồi chứ bộ. Trời. Quá ngon rồi. Trời, chị Hai lấy đồ hả? Ừ, trời ơi, bắt mấy con tôm luôn. Nè, luộc tôm cho Thanh Thí thấy nè. Ghê ghê ha. Rồi. Rồi mình có đi dỡ lòng tôm không Tạp? Có nè. Hoặc ấy cái này xong. Rồi. Một con nó đực nó nhỏ. Sao? Bỏ ngoài không bỏ vô vỏ không hết. Người ta đã bỏ vỏ không chịu bỏ ngoài. Cái đụng cái. Còn cá này cái được đâu. Cái bèo. Cái cực mà ta. Cái hả? Ủa vậy? Cá này có nào được, có con này được cái gì à? Con nó được đó. Con này được. Nè, con này cũng được nữa nè. Đó, ừ, con đó được đó. Con nó quá đám luôn đó. Con đó, cầu cứu được. Con mấy con này vô nè. Vô một cái. Bánh bèo. Có một gà của chú Hùng cả lắm. Trời ơi. Vô cái đồ mắc dịch gì không nè. Tôm có một gà. Nửa vỏ cho bù hết hả trời. Rồi lượm mang tôm để vô luôn. Chia nữa kìa. Đây đục lại. Rồi mới càng trước. Con tôm nó là nguyên đủ một con. Rồi đúng con đó. Tôi kiểm tra ông ơi. Tôi kiểm tra ông ơi. Rồi đây con thứ hai. Ừ. Ở kẹp tôm. Nó nói ai kêu ông ăn tôi chứ. À, con thứ ba. Rồi. Con cá trong đục nữa kìa. Rồi ba con mày vinh. Con cá ngát, hai ba sa. Rồi. Rồi clip bên đây đã hết rồi cả nhà ơi. Thí cùng anh Hai, chị Hai với chú Hùng xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Rồi. 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 Rồi.